Tiếp xúc với cử tri huyện Yên Mỹ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Vũ Hồng Luyến, Bí thư tỉnh đoàn đã nghe cử tri ý kiến kiến nghị ở 6 lĩnh vực. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cử tri huyện Yên Mỹ đề nghị cần có chế tài xử lý nghiêm tình trạng một số đối tượng, nhóm đối tượng lợi dụng niềm tin của nhân dân để chuộc lợi bằng hình thức bán hàng đa cấp, gây hoang mang dư luận, Tăng cường giải pháp ngăn chặn tình trạng kinh doanh buôn bán hàng giả hạt nhái, hàng kém chất lượng và kiểm soát chặt chẽ tình trạng bán hàng không đảm bảo trên các trang mạng xã hội. Cử tri cũng đề xuất cần có quy định cụ thể về giá đất thu hồi phục vụ các dự án, giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội, có cơ chế chính sách hỗ trợ người lao động để giảm tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần và sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đã tiếp thu giải đáp ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực do so tỉnh Hưng Yên quản lý. Đồng thời thông báo tới cử tri huyện Yên Mỹ tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022 và quý 1 năm 2023. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Đỗ Tiến sĩ đã tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Các ý kiến của cử tri sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo tại kỳ họp Quốc hội tới và chuyển tới cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.